Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong các clip trước thì thầy đã quay xong cho em các cái đề thi học kỳ 1 năm 19-20 của cái năm học này. Thì cũng có một số bạn đã thi rồi và cũng có một số bạn cũng chưa thi. Thì trong clip này thì thầy cũng sẽ quay cho các em ở cái bài cuối cùng trong cái chương trình học kỳ 1 ở trong cái phần toán nâng cao, đó chính là quy tắc dấu ngoặc. Tại vì cái bài này cực kỳ quan trọng em nhé. Cái bài này nó liên quan tới toán ở lớp trên rất là nhiều, và đặc biệt sang học kỳ 2 cũng như là lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 thì cái bài quy tắc dấu ngoặc này rất là cơ bản và rất là quan trọng. Được chưa nào? Nên chúng ta cố gắng chú ý, mặc dù thầy rất bận nhưng thầy cố gắng để hoàn thành cho các em trong cái chương trình nâng cao. Còn nếu như mà qua học kỳ 2 mà thầy rảnh thì thầy sẽ tiếp tục quay, còn thầy bận thì thôi các em nhá. Nếu mà thầy bận thì các em có thể đăng ký ở cái phần sách bài tập và phần sách bài tập bổ sung của học kỳ toán học kỳ 2 cũng như phần môn lý em nhé. Nghe học kỳ 2 hiện tại thầy đang có sẵn là sách bài tập lý và toán, và cũng như là phần sách bài tập bổ sung của môn toán học kỳ 2. Ok, còn phần nâng cao thầy chưa quay kịp, được chưa nào? Bây giờ thầy sẽ hoàn thành cái bài này là bài cuối cùng của cái chương trình học kỳ 1. Ok. Quy tắc dấu ngoặc này, chúng ta ở trong phần sách khoa thì người ta cũng đã nói rất là rõ các em. Khi mà dấu trừ mà đứng đằng trước dấu ngoặc, em nhớ như thầy này. Ở đây thầy sẽ giảng theo cái kiểu của thầy để giúp chúng ta dễ hiểu nhất em nhé. Đây, như này này. Các em phải lưu ý này, khi dấu trừ đằng trước dấu ngoặc và khi dấu cộng đằng trước dấu ngoặc. Nếu dấu trừ nha, nếu dấu trừ đằng trước dấu ngoặc thì chúng ta bỏ ngoặc ra, thì chúng ta phải đổi dấu ở đây thì sao? Dấu trừ này thì sẽ thành dấu cộng, mà dấu cộng thì thành dấu trừ, nhớ giùm thầy như vậy. Còn khi dấu cộng mà đằng trước dấu ngoặc, chúng ta bỏ ngoặc ra và không đổi dấu, nghĩa là chúng ta sẽ giữ nguyên dấu. Các em hiểu nào? Đó, lưu ý đây này. Bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ này, lấy rất nhiều ví dụ để các em thấy này. Ví dụ một này, ví dụ như thầy nói, ví dụ như là 12 trừ cho đây cho 17 trừ 19 này. Ở đây thầy không yêu cầu các em thực hiện phép tính, mà thầy yêu cầu em bỏ ngoặc này. Ở đây bằng này, ở đây thầy đã nói này, dấu trừ đằng trước dấu ngoặc, chúng ta bỏ ngoặc ra và chúng ta sẽ đổi dấu trừ thành dấu cộng và dấu cộng thành dấu trừ. Được chưa nào? Khi chúng ta hiểu những cái phần cơ bản như này, sau đó chúng ta mới lên nâng cao. Trong đó nó có thể có biến này, x, y, z, vân vân, rất là nhiều cái. Mà quan trọng ta phải hiểu những cái ban đầu như này trước nè. Đây gọi là kiến thức cơ bản nhất của môn toán này. Các em hiểu chưa nào? Thì ở đây các em thấy này, dấu trừ đằng trước dấu ngoặc này, theo cái số 12 các em ghi lại, chúng ta bỏ ngoặc này. Người ta không ghi, chúng ta ngầm hiểu thành người ta ở đây là nó đang mang dấu cộng này. Thì chúng ta sẽ đổi dấu trừ thành dấu cộng và dấu cộng thành dấu trừ. Như vậy thì dấu trừ đằng trước dấu ngoặc thì dấu cộng này, theo dấu cộng thì thành dấu trừ 17. A19 đấy nè, A19 thì trở thành là cộng 19. Hiểu không? Còn nếu như cũng là cái bài này, nhưng mà ở đằng trước này là dấu cộng thì sao? Nếu đằng trước này là dấu cộng, ở đây thầy không yêu cầu các em tính giá trị của nó ra bằng bao nhiêu. Cái việc tính giá trị bằng bao nhiêu thì rất là dễ rồi, ai cũng làm được. Nhưng ở đây thầy đang giảng cái chỗ bỏ dấu ngoặc. Khi đằng trước dấu ngoặc là dấu cộng, đây là dấu ngoặc và đây là dấu cộng, thì chúng ta làm sao nè? Ở đây người ta không ghi, người ta ngầm hiểu nó là dấu cộng, thì chúng ta có đổi dấu không? Đổi dấu. Như vậy ở đây cộng 17 thì các em vẫn ghi lại là cộng 17, trừ 19 thì em vẫn ghi là trừ 19. Hiểu không nào? Đó, rất là đơn giản như vậy. Thầy có thể cho một ví dụ nữa, ví dụ thứ ba. Ví dụ là 23 không? Trừ cho đây trừ 17 và đây là cộng cho 19, ví dụ thế. Thì sao? À, thì bây giờ dấu trừ đằng trước dấu ngoặc này, 23 cứ ghi lại dấu trừ đúng không? Thì ở đây trừ 17, ở trong ngoặc này người ta bỏ ngoặc ra, dấu trừ thì thành dấu cộng, mà dấu cộng thành dấu trừ. Như vậy trừ này thì thành cộng 17, dấu cộng đây thành dấu trừ 19. Còn việc tính cái giá trị này ra thì quá là dễ. Hiểu ý thầy nói không nè? Đó, ok. Rồi, được chưa? Còn ở cái phần 2 tổng đại số thì đây này, trong một tổng đại số ta có thể này thay đổi tùy ý các số hạng kèm theo dấu của chúng. Thầy lấy ví dụ nha, thầy dạy trên trường thế, ví dụ
A trừ B cộng C đi. Thì bây giờ nói về dấu của cái tổng đại số này. Ở đây á, A này người ta không ghi, người ta ngầm hiểu nó là dấu cộng. Cộng này là dấu của A, dấu trừ này cũng là dấu của B, cộng này là dấu của C. Thì ở đây thầy có thể đổi đảo vị trí này, trừ B đằng trước, cộng A cộng C. Được, nó không thay đổi về giá trị của nó nha. Hoặc là ở đây thầy không thích lấy A trừ, thầy lấy C trừ B cộng A vẫn được. Thay đổi vị trí và dấu của chúng, kèm theo dấu của chúng là ok. Những cái bài này giúp cho chúng ta làm gì? Để chúng ta nhóm, để chúng ta tính nhanh. Em hiểu là thực hiện thông thường là những cái bài tính nhanh. À, tại vì những cái bài này nó rơi vào gọi là kiến thức cơ bản của môn toán, nên thầy rất là nhấn mạnh và gọi là để chúng ta có thể dễ hiểu nhất, sau này chúng ta có thể áp dụng vào việc bỏ dấu ngoặc hoặc là nhóm các cái tổng đại số lại. Được chưa nào? Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hàng một cách tùy ý, với chú ý rằng đằng trước có dấu ngoặc, đằng trước dấu ngoặc là dấu trừ thì phải đổi dấu tất cả. Thầy lấy ví dụ này, lấy ví dụ nha, ví dụ như là ví dụ này 3 trừ 6 trừ 9 này nha. Bây giờ thầy sẽ nhóm hai cái số này lại này. Thầy ghi số 3 lại, thầy đặt dấu trừ đằng trước, mở ngoặc ra thì hai anh đây này, không thầy phải ghi một bước như này nữa này, nhóm này 3 cộng mở ngoặc ra này trừ 6 trừ 9, trong đây một nhóm nhá. Thầy làm như này thì em dễ hiểu ở cái bước này được, được chưa nào? Thì ở đây này, khi thầy đặt dấu trừ đằng trước, ở bên trong này sẽ đổi dấu trừ thành cộng và cộng thành trừ. Như vậy ở đây trừ 6 thì ở đây đáng lẽ thầy sẽ ghi là cộng 6, nhưng mà cộng đấy thầy sẽ ngầm hiểu trừ 9 trở thành cộng 9. Đó. Lên chương trình lớp 8 chúng ta học về hàng đẳng thức này, phân tích đa thức tình nhân tử, thì những cái phần này rất quan trọng, nó liên quan kiến thức với nhau hết các em, không tách rời nhau đâu, được chưa? Chúng ta lưu ý khi dấu trừ mà đằng trước chúng ta phải đổi dấu. Còn ví dụ ở cũng cái bài này, nhưng chúng ta khi chúng ta đặt dấu cộng thì đây này, dấu cộng đằng trước này thì bên trong nó đâu có đổi dấu. Đây này, trừ 6 thì đây vẫn trừ 6, mà trừ 9 thì vẫn trừ 9. Nhưng khi chúng ta đặt dấu trừ thì bên trong này phải đổi dấu. Nhớ không thầy một điều như vậy, được chưa? Ta đi sang phần ví dụ 2. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần tính nhanh. Tính nhanh ở cái phần này người ta đã làm rồi, thầy không làm bằng tí, thầy sẽ làm cho em bằng trăm, thầy là 203 nhé. A này, ở đây em để ý này, cái dấu trừ này, thấy dấu trừ ở chỗ đây đằng trước dấu ngoặc không? Ngay chỗ số 29 đây người ta không ghi, người ta ngầm hiểu nó chính là dấu cộng. Bỏ ngoặc ra. Như vậy đây, hai cái số này người ta phải ghi lại này, thấy chưa? Ở đây chúng ta sẽ bỏ ngoặc ở chỗ này này, xuống như đây này. Như vậy trừ với cộng ở đây thì cộng 29 này trở thành trừ 29 này, trừ ở đây thành cộng này, thấy không? Trừ thành cộng này, đằng trước đây dấu trừ này, thấy không? Đó. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành nhóm. Đây này, người ta làm hơi nhanh sợ em không hiểu này. Chúng ta sẽ nhóm này âm 3752 này với cộng 3632 này trở thành một nhóm này, được chưa? Với cộng này, hai cái số này một nhóm này, trừ 29 trừ 51 một nhóm này. Bây giờ thầy ở đây thầy đặt dấu trừ đằng trước dấu ngoặc này, thì bên trong này phải đổi dấu. Khi đặt dấu trừ đằng trước thì bên trong này sẽ đổi dấu. Như vậy trừ đây sẽ thành cộng này. Đáng lẽ thầy sẽ ghi dấu cộng ở đây, nhưng thầy ngầm hiểu cộng ở đây trở thành trừ. Đó, thấy chưa? Ở đằng trước đây thầy sẽ đặt dấu trừ đằng trước, bên trong sẽ đổi dấu trở thành 29 cộng 51. Thấy giống ở chỗ này chưa? Hiểu không? Tại sao nó như vậy, hiểu chưa? Đó. Bây giờ sau đó chúng ta sẽ tính cái ngọt này bằng bao nhiêu, và ngọt này bằng bao nhiêu, và chúng ta sẽ tính ra giá trị của nó là bằng âm 200. Ok. Bây giờ thầy sẽ làm cho em ở trong clip này bài đầu tiên, đó chính là bài 203 em nhé, bài 203 đây. Rồi chúng ta đi sang bài 203, bài tính nhanh câu A này. Cái đề bài thầy sẽ không ghi nha em nhé, mà thầy sẽ tính cái bước đầu tiên luôn bằng nha. Ta để ý thầy này, ở đây dấu trừ này đằng trước dấu ngoặc này, ở đây dấu trừ đằng trước dấu ngoặc, thấy không? Thấy chưa? Như vậy cái số 4524 này thầy sẽ ghi lại này. Bây giờ thầy sẽ bỏ ngoặc này ra, đằng trước là dấu trừ nên thầy sẽ đổi dấu bên trong này. Ở đây dấu cộng này, ngay ở đây dấu cộng thì thành dấu trừ này. Như vậy đầu tiên nó sẽ trừ 864 này,
Ở đây dấu trừ thì thành dấu cộng này, 999 này. Đằng trước này dấu trừ mà đây cũng là ngoặc, và bên trong này là hai dấu cộng nên ta sẽ đổi trở thành là hai dấu trừ. Nhưng mà trở thành là trừ 36 và trừ 390, thành loại 3999. Bây giờ chúng ta sẽ nhóm, ta nhóm một cách khéo léo một chút xíu em nha. Nhưng mà em để ý này, cộng 999 với lại âm 3909 thầy sẽ nhóm thành một nhóm, có được không? Hai anh đây trở thành thầy nhóm một nhóm này, hai anh đây cộng là số trong chục này. Nhưng mà cái số 4524 thầy đó, đó thầy nhóm này, anh 999 với trừ 3999 ở đây một nhóm. Khi thầy nhóm thầy cứ cho cái dấu của nó vào trong ngọt luôn, để tí nữa thầy sẽ đặt dấu trừ ra, rồi thầy sẽ đổi dấu theo cái phần tổng đại số em. Các em hiểu nè. Rồi bàn tiếp này. Bây giờ thầy sẽ đặt dấu trừ đằng trước. Thì bên trong này thầy sẽ đổi vị trí nó trở thành là 3999 và trừ đi cho 999. Chỗ này các em có hiểu không ta? Ở đây này, đáng lẽ ngay chỗ đây thầy sẽ ghi trở thành là trừ 999 cộng cho gì? Cộng cho 3999. Thì ở đây thầy sẽ hoán đổi vị trí vẫn được, vẫn đúng em nha. Ở đây thầy tiếp tục đặt dấu trừ và bên trong này lại nó sẽ là ra 864 cộng cho 36, được chưa? 4524 trừ, ở đây nó sẽ ra được là 3000 đúng không nào? Chứ nữa. Và ở đây sẽ trừ bao nhiêu? 900. Đúng chưa nào? Đó. Như vậy thầy sẽ nhóm hai này trở thành một nhóm. Và đặt dấu trừ thì bên trong còn là 3000 cộng cho 900. Thì đây trở thành là 4524 trừ cho 3900. Thì nó còn lại là gì em? 620 24. Đó. Được chưa? Các bước làm của chúng ta là như thế. Các bạn hiểu là cứ nhớ đặt dấu trừ đằng trước. Này, đặt dấu trừ đằng trước thì bên trong này sẽ đổi dấu. Đây trừ thành cộng này, trừ thành cộng này. Hiểu không? Rồi chúng ta sẽ đi sang câu B em nhé. Câu B. Rồi chúng ta đi sang câu B em. Rồi ở đây thầy sẽ làm bước 1, khỏi cần phải ghi lại cái đề em nhé. 1000 thầy ghi lại đi. Trừ này, đằng trước dấu trừ, dấu ngoặc này thầy sẽ đổi bỏ ra và đổi dấu. À, ở đằng trước dấu ngoặc là dấu cộng nên thầy bỏ ra và giữ nguyên về dấu, không đổi dấu, được chưa? Đó, như vậy này, ở đây em thấy 1, 2, 3 dấu âm. Thầy sẽ nhóm 3 này và đặt cái cộng 263 cứ để đó đi. Bây giờ thầy sẽ làm từ từ từng bước để cho em dễ hiểu nhất nha. Đó, thầy đặt dấu trừ, ở bên trong là còn lại 137 cộng 572 và cộng cho 291. Đó, hiểu chưa nào? Như vậy ở đây cộng lại thì trở thành 1263 trừ. Và cái này chính là bằng bao nhiêu? Bằng 1000. Đó. Người ta cho đã là tính nhanh á thì đáng lẽ thì đáng thôi thầy ghi chỗ đây đã là cộng thì trừ ra bằng 263. Còn không, để ghi 1000 cộng 263 trừ 1000 thì bằng chính kết quả ở đây là 263. Rất dễ hiểu đúng không chưa? Nó có cái cách tính nhanh rất là đơn giản như vậy. Được chưa nào? Ta đi sang câu C em nhé. Câu C em bằng âm 329 cứ để đó đi. Ở đây dấu cộng đằng trước dấu ngoặc ta bỏ ngoặc ra và không thay đổi gì về dấu. Ở đây dấu trừ đằng trước dấu ngoặc nên ta bỏ ngoặc ra và đổi dấu. Thấy thay đổi dấu ngay lập tức không? Bây giờ các em đã hiểu chưa nào? Đó. Như vậy ở đây chúng ta sẽ bằng ba cái số âm, chúng ta sẽ nhóm theo một nhóm. Số 440 thì ghi lại này. Rồi trừ này. Như vậy thì ở đây, ở đây cộng trước ơi, cho cái dấu nó vào trước tí, chúng ta đặt chỗ trừ ra khỏi dấu ngoặc. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đổi dấu nhé. Ở đây cộng lại bằng là 455. Đặt chỗ trừ ở đây trở thành 329 cộng 101 và cộng 25. Hả? Thì kết quả trong cái ngoặc này là bằng bao nhiêu em? Cũng chính bằng là 455. Kết quả đây bằng 0.
rất là nhanh và rất là dễ hiểu như vậy, chẳng có gì gọi là phức tạp nha, hiểu chưa? Ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nhé. Trong lý tiếp theo thì thầy bắt đầu sẽ giải cho các em ở cái bài 204 trở đi, ở cái bài tìm x. Ok, như vậy chúc cho các em có kỳ thi học kỳ 1 đạt được kết quả cao như mong đợi, và ai cũng được học sinh khá, học sinh tiên tiến, bạn nào đã lỡ học sinh trung bình thì cố gắng qua phần học kỳ 2, ta phải cố gắng hoàn thiện mình hơn, và nhớ giùm thầy một câu là phải học đúng năng lực và đúng thực lực của mình, chứ không được ăn copy hay quay cốp tài liệu bất kỳ gì ha, để đối phó với giáo viên mà đấy không phải năng lực của mình thì không nên. Ok, cảm ơn em, bye bye nha, nhớ đăng ký, like, comment tích cực và chia sẻ với nhà thầy nha, click quảng cáo ủng hộ thầy. Ok.